Ok, chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để mình làm được một cái là mình sẽ load được sản phẩm và phân trang. Rồi thì là bây giờ để load được sản phẩm và phân trang thì các bạn sẽ cần như thầy sẽ là thứ nhất là mình sẽ cần là đầu tiên mình sẽ cần là cần tạo được là một entity class là k này. Rồi trong này thì đầy đủ các thuộc tính là đầy đủ thuộc tính của database của table trong database. Tiếp theo là mình sẽ cần tạo thêm là cardao. Cardao này là chứa những cái phương thức để là thao tác với cơ sở dữ liệu. Thì ở đây thì để mà load được sản phẩm và có phân trang ở đây thì load được sản phẩm ở đây thì mình sẽ cần một hàm là file all. Cái hàm file all này nó sẽ trả về một array list, nó sẽ trả về một array list là list những cái item này. Trong list này thì mình sẽ có các phương thức get set này, như là title, mô tả, giá. Rồi ok, thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần sẽ tạo được một cái view. Đầu tiên các bạn có thể tạo được một cái view là các bạn sẽ tìm một cái view là danh sách xe. Trong cái view danh sách xe này thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ có là row và có bốn column và có ba column này. Ba column này lại mình chia ra mỗi item. Item thì gồm hình ảnh này, giá bán này và title này, tên này, mô tả và liên hệ này. Đó là những gì mà mình cần. Thì các bạn có thể xem thêm ở trong phần là danh sách .jp ở trong put code. Rồi khi mà mình lấy sản phẩm lên thì mình sẽ có một list là array list, cái list danh sách này. Mình sẽ dùng list danh sách này thì mình sẽ cần thuộc tính là for x ở trong JSTOR để mình fetch item. Khi fetch item ra thì mình sẽ là sổ những cái item ra và mình đơn giản chỉ là for x item k và mình sẽ có các thuộc tính như là mình sẽ get ra được ID này, get ra được name, title, mình sẽ sử dụng vào thuộc tính get set thì mình sẽ lấy ra những cái thuộc tính mà mình cần. Còn về phía model thì mình sẽ cần cái gì? Về phía controller thì controller mình sẽ có là ở đây thầy sẽ có xử lý là phương thức đối với phương thức là ghép tất cả các sản phẩm ra này thì mình sẽ cần gọi đến hàm là file. Rồi các bạn sẽ click vào cái hàm file này để xem là có gì ở trong này. Cái hàm file này thì đơn giản là sẽ là mình sẽ thao tác theo với JSP thì mình sẽ viết câu lệnh query thông thường như đây, đơn giản chỉ là select from k thôi. Và mình sẽ lấy ra được là danh sách tất cả là mình sẽ lấy ra được là cái gọi kết nối này, rồi truyền tham số vào và duyệt qua tất cả các vòng lặp. Và đây ở đây là thầy tạo ra một cái là k. K này là một hàm khởi tạo. Và trong này thì mình sẽ thực hiện các hàm get set để mình tạo ra một đối tượng k và mình sẽ ép nó vào cái list và đơn giản chỉ là return vào cái list. Vậy là mình đã có cái list. Rồi tiếp tục quay lại với cái bước là list. Trong k controller này mình sẽ có list đúng không? Rồi trong cái list này thì các bạn sẽ dùng thuộc tính là request.setAttribute để mình sẽ pass cái tham số, pass cái dữ liệu qua bên view. Và mình sẽ là dùng là jQuery path set attribute list k. Thì cái này là mình sẽ lấy được là danh sách cái xe này ra.
tất cả những cái xe ra, và đơn giản là chỉ cần gọi cái hàm là dispatch get context dẫn danh sách xe thì các bạn sẽ lấy ra được là chi tiết xe. Đó là các bạn sẽ lấy ra được là chi tiết xe, là danh sách xe, và các bạn sẽ duyệt qua. Đó là tất cả những cái bước là để các bạn tạo ra được là load được danh sách xe lên.